Bông dưa, Madame. Ơ, à, Madame Hoàng hôn vẫn ở đây à? Mẹ cũng gọi là Madame, chị cũng gọi là Madame. Tôi với mẹ, ai già hơn ai? Ừ. Hả? ừ. Hoa đã nói bao nhiêu lần rồi. Người Pháp không phức tạp như dân An-An-Mít mà phân biệt me với chị. Phàm là những người ở ngôi thứ hai thì gọi là toa, phàm là những phụ nữ đã có chồng thì gọi là madam. <laughs> nhà này không xính cái thứ âu hóa dởm đời ấy nhá. tốt nhất ý là cậu nên dạy vợ cậu làm dâu đi. tôi là một tiểu thư con nhà gia giáo, chứ có phải là phường đầu đường góc chợ đâu mà chồng tôi phải dạy. được. Mợ tự nhận mình là con nhà gia giáo Vậy mợ nhắc giúp tôi Trách nhiệm của một người con dâu khi mới về nhà chồng là gì? Ờ thì... Tại thầy me có yêu cầu đâu <laughs> Như vậy Là đủ hiểu cái gia giáo của mợ đến đâu Ui. rồi nhá Nó cũng dởm đời như cái thứ cải cách Mà cậu em tôi đang theo đuổi vậy Thôi 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 chị em mà cãi nhau tay đôi như ngoài đường ngoài chợ thì còn ra cái thể thống gì nữa hả? Dạ thứ bà cơm đã chuẩn bị xong ạ. À. Ừ. Cụ tổ nói hôm nay mệt, không xuống ăn được đâu. Để mẹ đưa cơm lên cho cụ tổ. Mẹ, mẹ ngồi xuống. Thế mẹ quên, là mẹ đã có con dâu mới rồi à? Ờ. À phải, Vĩ Cầm Con chịu khó đưa cơm lên cho ông Mà bón cho ông cẩn thận kẻo ông nóng nhé Dạ <cười> <cười> Cho cụ ăn một bữa cơm mỏi hơn đánh năm xếp quần ừ. dần dần mình sẽ quen thôi ừ. nhà anh định biến tôi thành người ở chắc ừ. mình sao vậy đó là ông nội của moa chứ không phải là trò của chị gái anh bày ra để hành hạ tôi sao ừ. Ừ. tùy mình thôi nhưng ông đã từng tuyên bố nếu ai không được lòng ông ông sẽ loại ra khỏi danh sách những người thừa kế mẹ nó lại mua quần áo kia kìa cô lại cố tình không nghe lời dạy bảo của tôi đấy hả à? Dạ con mua quà cho cả nhà Đây là quà của mẹ ạ à. Đẹp đấy chứ Để mẹ đi thử nhé Dạ Con mua sâm cao ly Để cụ tẩm bổ ạ à. ờ, Hả ờ, Vừa ăn vừa nhổ hả <laughs> dạ vâng ạ, à. À, xem đây cụ nhớ, à, à, cụ ăn đi cho khỏe, à, à, à. À, 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 <laughs> ngon 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 Nhìn trẻ quá à. Phải trẻ tới 10 tuổi Mama Mama phải lấy làm hãnh diện Vì ở cái tuổi của Mama Nhiều người đã sập sệ lắm rồi <laughs> Thật là cách cỡm à. Thế mới là bà cố hồng chứ Nếu mẹ thích Con sẽ thay đổi hẳn phong cách ăn mặc của mẹ ấy không Đừng có phung phí ừ. như thế chẳng phung phí tí nào cả Bởi vì đó là tiệm may của nhà mình mà Hai ừ. người đang tưởng tượng đấy à ừ. Con sẽ mở một tiệm may Và thiết kế thời trang theo phong cách Âu hóa Bravo Đó cũng là một bước tiến quan trọng Trong công cuộc Âu hóa của gia đình ta Con sẽ góp phần Làm cho sự nghiệp của chồng con Thêm vẻ vang ừ. Thưa mẹ Không <laughs> thể được Chị nói nhiều quá rồi đấy Mẹ